Em ở đâu em? Em cái đít con mẹ Cái đít con mẹ, mày. mày sinh năm bao Mày ở nhiêu? đâu? Mày sinh năm bao nhiêu? Mày ở đâu? Mày thích nổi Sao? tiếng à? Mày thích nổi tiếng không? Mẹ mời mãi mới lên Ôi được. Đít rồi, nó khít đít cho mẹ mình. mày vàng bạc mày nhiều nhỉ? Vàng bạc mày to nhỉ? Bố mày Đít. sợ mày quá, bố mày sợ mày quá. Bố mày sợ mày quá, đít mẹ mày luôn đấy. Đít mẹ mày cái thằng đầu cắt moi này. Cho bố cái địa chỉ. Đít mẹ mày nói ít thôi. Vãi lồn luôn, đầu cắt moi đấy, đít mẹ không phải làm gì đâu. Cho Mặt bố mày mày cái cáu địa lên có mày chỉ. cáu. Đít mẹ mày luôn đấy, bố mày đít mẹ mày luôn đấy. Sao? Cho bố Sao? mày cái địa Tắt, chỉ. tắt, Mẹ mày cho bố địa chỉ thôi. ôi sợ đi. Kết bạn với tao, kết bạn với Này, tao. bố mày đầu môi đây này. Gì? Bố mày đầu môi đây này. Nhưng mà đít mẹ mày nhá, Cái gặp đít bố mày mẹ ngoài mày đời thật môi nhá. vánh này, Gặp mặt bố đầu mày ngoài xã tỏi hội này. nhá, mà đứng trước mặt bố mày mà nói câu đấy nhá, Đít mẹ đít mẹ mày xác định của mẹ này. mày luôn. Mày nghe Ui chưa? dồi ôi, dồi ôi, kinh vãi lồn Mày luôn, đeo mặt vàng nào vãi à? Mày lồn. đeo vàng mày về cho thằng Ui bố con mẹ mày gặp, mày nghe chưa? Đít con mẹ mày đeo vàng để mày sao? lên đây mày thể hiện được bố mày à? Đít mẹ mày luôn, nghe chưa? Cái loại mày ấy. Ui giời, lau Không vì dám đít đít mẹ mẹ mà cáo mày. lau vì chất vãi lồn Cho luôn, đầu em cắt cái địa moi. chỉ nghe chưa? Còn bố Đít mày mẹ nói mày mày nghe như này. nhai không mười Đít chín, mẹ bố áo nói mày eo nghe vì này. đầu cắt moi. Bố mày không đủ tuổi đẳng cấp gì Xin chào tất cả. cả bà quan nhá, 205 người đang Nhưng xem cuộc bố mày livestream đủ này khả năng đủ đạo cái mặt mày đấy, nghe chưa? của idol nhá. Mày cho bố mày địa chỉ xem nào. Đúng là Đít đít mẹ con mẹ mày đầu mày cắt luôn. moi áo Louis Vuitton. Mày Sao? nhìn thấy bố mày rẻ rách à? Mày nhìn thấy bố mày không đeo vàng à? Mày nhìn thấy bố mày không tiền. Tao chưa bảo mày giả Đít lách, mày cứ bắt bố mày giả lách. mày xăm xấu Mày giả à? lanh. À, mày đít Mày mẹ giả lanh mày chứ không phải giả lách, đít mẹ mày đi tao. như nào? Mày giả lanh, mày cứ bắt mày giả lách. Mày xem Nghe. bố Mày là thằng giả lanh, không bao giờ là thằng giả lách. Ok chưa? Không bao giờ là thằng giả lách. Đợi tao xỉa răng cho tao nói chuyện tiếp. Đau đầu quá. bố mày hơi lãng phí thời gian để nói chuyện mày đấy. Đợi tao xỉa răng, đít Bố mẹ mày mày đang nói hơi chuyện. lãng phí thời gian khi nói chuyện cái mặt mày đấy. Mày gọi tất cả các bạn ra đây xem nào. Mày gọi tất cả các bạn ra đây cho Thôi bố mày địa nha, bạn chỉ chửi thôi. nhau vậy muộn rồi, tôi đùa bạn tí thôi. Kẻ Giống như tôi mày bố xin mày. bạn đây, tôi kinh bạn vãi lồn luôn, bạn đúng thánh mõm rồi đấy. Bố Tôi mày thành xin mõm á? bạn. Bố mày thành mõm mà bố nổi địa chỉ cho mày á? Khu đài Hoàng Cương Thanh Bà Phú Thọ. Còn mẹ mày nghe chưa? Thôi tôi xin Mày bạn, nghe tôi xin rõ bạn, chưa? tôi xin bạn, tôi kinh bạn quá. Thôi bạn làm nhất nhá. Xin chào bạn là Đít nhất, mẹ ok, mày cho bố chào địa chỉ. bạn, Cho bố bye địa chỉ đít con bye. mẹ mày.